Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo khoác cổ lọ cho bé như thế này. Đây là toàn bộ phần thân áo ha. Mặt trước có trang trí gấu nè. Bo áo và tay áo thì mình có làm họa tiết gân. Phần cổ áo ha. Và đây là mặt sau nè. Thì đối với mẫu áo này, hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn hai cái mẫu cổ áo ha. Mẫu cổ thứ nhất mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái mẫu cổ đứng nè, tức là nó sẽ có một lớp thẳng lên đến cái phần cằm của bé ha, che được toàn bộ phần cổ. Thì nó sẽ thẳng lên một đường như thế này. Và cái mẫu thứ hai mà mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn là cái mẫu cổ gấp lại. Thì đây là cái mẫu cổ gấp lại của mình nè. Nó sẽ có cái độ cao lên bên trên và gấp xuống phía dưới ha, cho cái mẫu cổ của mình nó được dày dặn hơn. Và để móc được mẫu áo này, mình sử dụng là len Milk Cotton cuộn 125g. Đây là mẫu len của mình ha. Sợi len dày tầm khoảng 1.75-2mm. Và kim móc để móc áo này, mình sử dụng là kim 4.0mm. Hoặc là những bạn nào không có cái mẫu kim này, thì các bạn có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Khi đưa đầu kim vào so sánh với sợi len, thì đầu kim nó sẽ to hơn gấp đôi sợi len. Thì mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn ha, giúp phần thân áo nó được mềm hơn và kéo cắt len. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích. Thì cái sợi dây móc xích này tùy vào tay thợ móc, có thợ móc lỏng hay chật tay, các bạn sẽ móc cho mình sợi dây móc xích có cái độ rộng hơn so với vòng đầu của size mà các bạn móc ha. Thì cái số đo vòng đầu mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo nha. Mình sẽ tạo một nút nè. Sau đó từ đây sẽ móc lên cái dây móc xích có cái độ rộng hơn vòng đầu nha, từ 1-2cm là được. Thì đối với size áo mà mình hướng dẫn ở đây, mình đã móc lên được tổng cộng là 68 mũi móc xích. Thì khi ta gặp đôi hai đầu dây lại, nối hai đầu dây lại thì nó sẽ có được một cái độ rộng hơn so với vòng đầu từ 1-2cm ha. Và khi đã có được đoạn dây xích này rồi, các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái mặt phải của sợi dây móc xích nè. Đây, giữ nguyên cái vị trí này và kéo cho mình cái sợi dây xích ha. Đến cái chân móc đầu tiên thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc xích đầu tiên. Đây, móc cho mình vào chân móc xích đầu tiên này một mũi dời. Móc lên cho mình 3 xích. Như vậy là mình đã nối được hai đầu dây lại, tạo được một cái vòng tròn rộng hơn vòng đầu ha, để mình có thể dễ dàng luồn được vào thân của bé nè. Thì cái vòng tròn này các bạn sẽ chia đều cho 4 và mình sẽ tạo ra 4 cạnh, thân trước, thân sau và hai phần vai. Thì các bạn sẽ lấy cho mình tổng số xích mà mình có được chia cho 4. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân đầu tiên một mũi kép đơn trước. Thì đây sẽ là cái chân đầu tiên nè, móc vào cho mình một mũi kép đơn. Khi có được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi, thì tổng số mũi móc đó chia cho 4, mình được 17 mũi. Thì các bạn sẽ móc cho mình 17 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Thì chân đầu tiên nè. Tiếp tục chân móc thứ hai. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Các bạn sẽ không tính cho mình cái mũi kép đơn mà mình móc vào chân đầu tiên này, tính từ chân thứ hai. Thì từ chân thứ hai này các bạn sẽ móc cho mình 17 mũi ha, 17 mũi kép đơn và 17 chân móc liên tiếp. Kép đơn thứ ba nè, kép đơn thứ tư nè, mũi kép đơn thứ năm, giấu sợi len thừa ha. Tiếp tục kép đơn thứ sáu, kép đơn thứ bảy, mũi kép đơn thứ tám, mũi kép đơn thứ chín vào chân thứ chín, mũi kép đơn thứ mười, mũi kép đơn 11, mũi kép đơn 12,
Mũi kép đơn thứ 13. Mũi kép đơn thứ 14. Mũi kép đơn 15. Kép đơn 16. Và mũi kép đơn thứ 17. Khi đã móc cho mình được 17 mũi kép đơn liên tiếp, không tính cái mũi kép đơn đầu tiên ở đây ha. Ta có 17 mũi kép đơn liên tiếp rồi, thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc thứ 17 đó. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình vào đó 2 mũi kép đơn ha. Ta có kép đơn thứ 2 nè. Kép đơn thứ 3 vào cùng một chân móc. Như vậy là mình sẽ có được cái góc đầu tiên. Từ đây các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình 17 chân liên tiếp. Mỗi chân làm một mũi kép đơn. Và chân thứ 17 thì mình sẽ làm tương tự ha. Kép đơn thứ nhất nè. 2 3 Khi đã móc được 17 mũi kép đơn và 17 chân móc liên tiếp thì chân thứ 17 làm tương tự như cái góc này, cũng móc cho mình vào chân 17 2 mũi kép đơn nữa. Tức là chân thứ 17 mình sẽ có 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Mình sẽ có được góc thứ 2. Móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối ha. Sau khi các bạn đã móc cho mình được đến cuối hàng thì cái chân móc cuối cùng của mình nó sẽ nằm ở chân thứ 16. Chân thứ 17 sẽ là cái chân móc đầu tiên mà mình móc mũi kép đơn đầu tiên ở đây nè. Đây sẽ là chân thứ 17 ha. Đặt phần cổ này nằm trên mặt phẳng thì mình sẽ có được 3 góc hoàn chỉnh. Và cái góc cuối cùng là cái góc mà mình chuẩn bị móc ở đây. Là chân thứ 17 ha, cũng là chân đầu tiên mà mình móc mũi kép đơn á. Thì 3 mũi xích mà mình gây nên ở đây nè. Cái chân sát bên này nó sẽ là cái chân của mũi dời mà mình kết thúc mỗi vòng á. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân mũi dời này. Móc vào đó một mũi kép đơn. Sau đó ta đâm kim vào cái mũi xích thứ 3 của 3 mũi móc xích gây nên đầu tiên nè. Đây sẽ là chân xích thứ 3 ha. Móc vào một mũi dời. Như vậy là cuối cùng mình cũng tạo ra được một góc hoàn chỉnh ha. Hai mũi kép đơn nằm hai bên. 3 mũi xích nằm chính giữa cũng được tính là một mũi nè. Thì mình cũng có được cái góc cuối cùng. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Ở cái hàng móc thứ hai này, chân móc đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân của mũi xích thứ 3 mà ta móc mũi dời đó ha. Móc vào một mũi kép đơn. Như vậy là mình tăng được một mũi ở cái góc này. Móc vào cái chân xích thứ 3 ở bên dưới á. Thì chân kế tiếp các bạn móc sẽ là cái chân móc của cái thân mũi kép đơn này nè. Đây là thân mũi kép đơn ha, thì cái chân móc nó sẽ nằm ở trên đầu. Móc cho mình vào đó một mũi kép đơn. Lần lượt móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái góc mà mình tạo 3 mũi kép đơn vào cùng chân này ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi mình đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái cụm 3 mũi kép đơn cùng một chân móc của cái hàng phía dưới. Đây là cụm 3 mũi nè, móc vào cùng một chân móc của cái hàng phía dưới này ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên một mũi kép đơn. Đến cái chân móc nằm chính giữa. Đây, của 3 mũi kép đơn cùng chân móc ha, thì chân nằm chính giữa này móc 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai nè. Kép đơn thứ 3 vào cùng một chân móc. Thì mình cũng tạo ra được góc đầu tiên cho hàng thứ hai. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha. Mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cái cụm 3 mũi. Móc tương tự cho mình cho đến cái cụm 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc này. Thì cái chân nằm chính giữa này mình sẽ móc vào đó 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Nó tương tự giống như cái cụm đầu tiên này ha. Tương tự cho mình và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối.
Mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn và móc 3 mũi kép đơn vào chân móc nằm chính giữa của cụm 3 mũi ha. Khi đã móc được đến cuối hàng, mình cũng tạo ra được 3 góc cho hàng móc thứ hai. Đây, cái phần cổ của mình có được 3 góc hoàn chỉnh ha. Ở cái góc còn lại đây nè, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân của mũi dời mà mình kết thúc hàng thứ nhất. Nó sẽ là cái chân nằm ở sát cái ba xích đầu tiên á. Đây ha, móc vào một mũi kép đơn. Sau đó ta đâm kim vào chân xích thứ ba, móc một mũi dời. Như vậy là mình hoàn chỉnh được góc thứ tư với hai mũi kép đơn hai bên và ba mũi xích nằm chính giữa, tạo ra một góc ha. Móc lên 3 xích. Hàng móc thứ ba làm tương tự như hàng móc thứ hai. Chân đầu tiên sẽ móc vào chân mà mình vừa móc mũi dời, là cái chân của mũi xích thứ ba. Ta tạo ra được nửa góc đầu tiên. Thì kết thúc cái góc này cũng đâm kim cho mình vào cái chân của mũi dời ở phía sau nó nha, tức là cái mũi dời kết thúc của cái vòng thứ hai á. Tiếp tục cái cạnh bên này thì chân đầu tiên mình sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm bên trên của thân kép đơn này nè. Đây là chân móc bên trên của nó nha, móc vào một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Và các bạn cũng móc cho mình vào chân nằm chính giữa của ba mũi kép đơn mà mình móc vào cùng một chân móc của hàng phía dưới nè. Đây ha, hai chân bên ngoài thì mỗi chân là một mũi kép đơn, còn chân nằm chính giữa này móc 3 mũi kép đơn ha. Tương tự cho các cái góc còn lại cũng vậy. Và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự 3 mũi kép đơn vào chân nằm chính giữa nè, và móc đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, mình có 3 góc hoàn chỉnh cho hàng thứ ba. Và khi gặp cái phần cổ lại, cái phần vai của mình nó sẽ hơi xệ ha. Góc cuối cùng của hàng này nó sẽ khác các cái góc còn lại, tức là các cái góc còn lại mình có 3 mũi kép đơn hoàn chỉnh vào cùng một chân móc, ta móc vào chân nằm chính giữa của hàng thứ hai ha. Thì ba góc này làm tương tự như nhau, chỉ có góc cuối cùng nè thì tính 3 mũi xích đầu tiên mình gây nên là một mũi móc rồi, mũi kép đơn mà mình móc vào cái chân đó một mũi rồi, thì mũi cuối cùng sẽ là cái chân mà mình móc vào cái chân mũi dời nè, móc vào một mũi kép đơn. Sau đó đâm kim vào chân xích thứ ba, móc một mũi dời. Tiếp tục móc lên 3 mũi xích. Hàng tiếp theo nè, chân đầu tiên móc vào chân của mũi xích thứ ba đó, một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự ha, chân móc kế tiếp sẽ là cái chân nằm bên trên của mũi kép đơn này, nằm trên đầu nè. Và móc tương tự cho cái vòng móc này và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa nha. Kết thúc thì sẽ đâm kim vào chân của mũi dời ở phía sau nó. Khi gặp cái phần thân áo lại nè, thì mình sẽ hoàn tất được phần cổ áo như thế này. Hai bên vai thì nó sẽ hơi ngã ra hai bên ha. Và khi các bạn móc cho mình cái xích đầu tiên rộng hơn cái vòng đầu của bé, hoặc là cái size mà các bạn móc ha, thì ta đều móc cho mình cái xích đầu tiên rộng hơn so với vòng đầu tầm 1 cho đến 2 cm. Thì khi nối lại nè, khi mình mặc cái form áo này vào trong á, cái xích đầu tiên này nó sẽ giúp cho mình có thể chui lọt được vào qua khỏi đầu, tức là nó sẽ không có bị chật khi mình luồn qua cái đầu ha. Số đo vòng ngực mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo ha. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình dùng thước dây và đo cái chiều ngang từ hai bên góc này nè. Khi ta gặp cái phần cổ lại thì chiều ngang từ hai bên góc này nó sẽ bằng cái chiều ngang size mà các bạn móc là được. Và ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha. Và các cái góc cũng làm tương tự giống như mà mình vừa hướng dẫn. Sau khi các bạn đã móc cho mình thêm được nhiều hàng móc và cũng tăng mũi cho 4 góc của phần thân áo, thì mình sẽ có được một phần thân trên như thế này. Hai bên vai nó sẽ hơi nghiêng qua hai bên ha. Và khi các bạn đã có được cái số đo vòng ngực mình có để ở phần mô tả rồi ha, khi ta dùng thước dây đo cái chiều ngang gặp cái phần thân lại
Thì cái chiều ngang ở hai cái góc mà mình đo ở đây nè, nó đã bằng một nửa so với số đo của vòng ngực rồi. Thì kết thúc cái vòng móc này, các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân của mũi dời ở phía sau của ba mũi xích nè, móc vào một mũi kép đơn. Sau đó đâm kim vào chân xích thứ ba, móc một mũi dời. Từ đây móc lên 3 mũi xích. Chân móc đầu tiên cũng móc cho mình vào cái chân mà mình vừa móc mũi dời đó một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai sẽ là chân nằm ở bên trên của cái mũi kép đơn kế bên. Móc vào một mũi kép đơn. Sau đó móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại. Mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến góc vuông đầu tiên mà mình gặp. Sau khi đã móc được đến cái góc đầu tiên, tức là cái góc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc á, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc kép đơn nằm chính giữa đó và ta sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn. Tức là một nửa so với cái cụm ở bên trên ha. 2 mũi kép đơn vào cái chân móc nằm chính giữa đó rồi, thì từ đây móc lên 2 mũi xích. Thì cái xích mà mình vừa tách lên ở đây nè, thì các bạn sẽ dựa vào cái thân người. Tùy vào thân người ha, có thân người mập ốm thì các bạn có thể gây nên cho mình từ 2 cho đến 7 mũi ở cái phần này và cũng tùy size nữa ha. Và khi đã có được hai xích rồi, mình sẽ di chuyển kim đến cái góc tiếp theo và ta sẽ đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn nằm chính giữa. Móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Ta tạo ra được một cái khoảng đầu tiên cho cái phần cánh tay nè. Đây là khoảng trống có độ rộng như thế này ha. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Tương tự khi các bạn móc đến cái góc vuông kế tiếp thì cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn nằm chính giữa. Móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Móc tiếp lên 2 mũi xích. Thì cái xích này nó sẽ bằng với cái xích mà mình gây đầu tiên ở cái phần nách này ha. Các bạn ở đây gây nên bao nhiêu xích thì cái phần còn lại cũng gây nên tương tự. Sau đó ta sẽ di chuyển kim đến cái góc cuối cùng. Thì cái góc cuối cùng cũng là cái góc đầu tiên mà mình bắt đầu móc của hàng móc này. Ở đây mình đã gây nên được 2 mũi cho cái góc đầu tiên này rồi nè. Mũi đầu tiên là 3 mũi xích, mũi thứ hai là cái mũi mà mình đâm kim vào chân của mũi dời đó ha. Thì mình cũng có được 2 mũi. Thì kết thúc đâm kim vào chân xích thứ ba, móc vào đó một mũi dời. Như vậy là mình cũng tạo ra được khoảng trống thứ hai và có cái độ rộng bằng với khoảng trống thứ nhất cho phần cánh tay ha. Để bắt đầu hàng móc phần thân dưới thì các bạn móc lên cho mình 3 mũi xích. Khi mình nối lại tạo khoảng trống của phần nách thì có cái khoảng trống nằm chính giữa này, nó sẽ là khoảng trống rộng hơn cái phần ngực tầm 1 cho đến 3 cm ha, tùy vào cái size mà các bạn móc. Thì mình sẽ có được một phần thân trên như thế này. Để móc phần thân đi xuống thì chân đầu tiên là cái chân nằm bên trên đầu của mũi kép đơn đầu tiên á. Móc vào một mũi kép đơn. Thì đây sẽ là cái điểm bắt đầu của hàng móc này ha. Nó khác với các cái hàng móc mà mình tăng mũi ở bên trên. Chân đầu tiên mình móc vào chân mà mình móc mũi dời đó, tức là chân xích thứ ba. Còn lúc này mình không tăng mũi nữa thì chân đầu tiên sẽ là chân của mũi kép đơn ha. Các chân móc còn lại thì làm tương tự, mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại. Đối với phần nách á, thì các bạn cũng móc tương tự, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Các cái xích mà mình gây nên ở đây là bao nhiêu mũi thì móc vào tương đương với bấy nhiêu mũi kép đơn ha. Và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng.
Sau khi đã móc được đến cuối hàng, ở đây mình có hai xích ở phần nách thì hai xích này cũng có hai mũi kép đơn vào mỗi chân ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng rồi nè. Thì cuối hàng cũng khác các cái hàng móc mà mình tăng mũi bên trên. Hàng móc phía dưới á, kết thúc là bao nhiêu mũi xích thì móc cho mình bấy nhiêu mũi kép đơn vào cái chân xích đó, và mình sẽ không móc vào chân của mũi dời ha. Móc cho mình vào chân xích thứ ba một mũi dời để mình kết thúc nè. Ta hoàn tất được hàng đầu tiên của phần thân dưới ha. Tiếp tục móc lên 3 mũi xích. Hàng thứ hai thì cũng tương tự giống như hàng thứ nhất ở đây. Tức là chân đầu tiên mình sẽ không móc vào chân xích thứ ba đó, mà mình sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn. Tức là nó sẽ nằm ở trên đầu của mũi kép đơn đầu tiên nè. Đây là mũi kép đơn đầu tiên ha. Thì chân móc của nó sẽ là chân nằm ở trên đầu nó nè. Móc vào một mũi kép đơn. Sau đó các cái chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn và sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì cái chân kết thúc của mình sẽ là cái chân của mũi kép đơn phía dưới ha. Ta sẽ không móc vào cái chân mũi dời nữa, mà các bạn sẽ di chuyển kim đến cái chân của mũi xích thứ ba, móc vào chân đó một mũi dời để mình kết thúc cái vòng này luôn. Tiếp tục móc lên 3 mũi xích. Từ đây các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha. Chân đầu tiên là chân nằm bên trên của mũi kép đơn đầu tiên nè. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng móc và đâm kim vào chân xích thứ ba, móc một mũi dời để kết thúc mỗi vòng. Thì khi mà mình móc như vậy, cái điểm mà mình nối kết thúc ở mỗi vòng nó sẽ nằm ở bên thân hông ha, nó giúp cho phần thân áo của mình được hoàn chỉnh hơn. Đây thì như vậy là mình hoàn tất được cái phần thân áo, sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho cái phần ngực nè. Các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, mình sẽ không tăng mũi ha. Móc cho đến khi chiều cao từ phần vai cho đến hàng mình thêm cuối cùng á, nó bằng đến chiều cao mà thân áo mà các bạn móc là được. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc không tăng ha. Đây, chiều cao từ phần vai cho đến hàng mình thêm cuối cùng, nó bằng đến phần hông của size mà các bạn móc. Ở đây mình đã móc thêm được nhiều hàng móc cho cái phần thân áo, thì lúc này chiều cao từ cái phần vai cho đến hàng mình thêm cuối cùng còn tầm khoảng 5 cho đến 7 cm nữa thì mình sẽ đạt được chiều cao của phần thân áo. Thì để cho cái phần bo áo của mình nó có cái điểm nhấn hơn thì mình sẽ tạo cái độ bo cho cái phần lai áo của mình ha. Thì để tạo được điểm nhấn gân ở cái phần bo áo, kết thúc hàng móc này cũng đâm kim vào chân xích thứ ba, móc một mũi dời. Móc tiếp lên cho mình 3 mũi xích. Để giúp cho cái phần bo áo của mình nó có điểm nhấn, mình sẽ tạo đường gân cho phần bo áo. Thì thông thường chân móc đầu tiên mà mình móc, các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc của mũi móc phía dưới ha. Nhưng lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào thân chân móc để mình tạo cái mũi ngoặt ngoài. Đây, mình sẽ không móc vào chân móc nữa, mà các bạn sẽ đâm kim cho mình xuống phía dưới và luồn lên phía trên. Tức là mình sẽ đưa cái thân chân móc này lên trên kim. Sau đó móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Như vậy là mình sẽ tạo ra được một mũi ngoặt ngoài và cái đường móc của mình nó sẽ nổi lên ha. Khi đã có được mũi ngoặt ngoài rồi, chân kế tiếp mình sẽ móc vào chân móc nè. Móc cho mình vào chân móc kế bên này một mũi kép đơn. Tiếp tục mình sẽ móc một mũi ngoặt ngoài xen kẽ. Thì mũi ngoặt ngoài này mình cũng không móc vào chân móc, mà các bạn sẽ đưa thân chân móc này lên trên kim và mình móc vào đây một mũi kép đơn. Ta tạo ra được một mũi ngoặt ngoài ha. Móc xen kẽ chân kế bên là một mũi kép đơn vào chân móc nè. Thì mũi kế tiếp sẽ được móc vào thân chân móc ha. Đưa thân chân móc lên kim và móc vào một mũi kép đơn. Như vậy là mình sẽ có được các cái mũi ngoặt ngoài xen kẽ với các cái mũi kép đơn và nó tạo cái đường gân như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, xen kẽ mũi kép đơn vào chân móc và một mũi ngoặt ngoài được móc vào thân chân móc kế bên.
Tiếp tục là mũi kép đơn vào chân móc, mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc kế bên. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng, ta có mũi ngoặt xen kẽ mũi kép đơn thì phần bo áo của mình nó sẽ có được những cái đường gân như thế này. Kết thúc thì sẽ đâm kim cho mình vào chân xích thứ ba, móc một mũi dời để mình kết thúc vòng. Tiếp tục móc lên 3 mũi xích. Hàng gân tiếp theo, các bạn sẽ tiến hành kéo dài cho mình cái đường gân cho nó dài ra. Thì các bạn cũng làm xen kẽ tương tự. Chân đầu tiên mà mình móc đó là cái chân của mũi ngoặt ngoài, thì các bạn sẽ không móc vào chân móc mà ta móc luôn vào thân chân móc đó một mũi ngoặt ngoài, là cái thân của mũi ngoặt ngoài này nè. Đưa thân chân móc lên kim và móc vào một mũi kép đơn. Như vậy là đường gân của mình nó sẽ được kéo dài hơn ha. Chân kế bên thì móc vào chân móc, chân kế tiếp móc vào thân chân móc một mũi ngoặt ngoài. Đưa thân chân móc lên kim nè và móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục ha, mũi kép đơn vào chân móc và mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc. Lúc này cái đường gân của mình nó sẽ có cái độ kéo dài ra ha, và phần bo áo của mình nó sẽ có cái điểm nhấn hơn rồi nè. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng móc và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa, sao cho ta đạt được cái chiều dài của phần thân áo từ phần vai xuống là được ha. Và mình cũng móc xen kẽ, chân của mũi kép đơn thì móc vào mũi kép đơn, còn chân của mũi ngoặt ngoài thì móc vào thân chân móc đó một mũi ngoặt ngoài. Làm xen kẽ cho mình cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa ha. Sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc cho phần bo áo thì phần bo áo của mình nó sẽ có những cái đường gân xen kẽ như thế này ha. Lúc này chiều cao từ phần vai cho đến hàng mình thêm cuối cùng đã bằng chiều dài của phần thân áo mà các bạn móc. Thì lưu ý cho mình ở cái phần bo áo nè. Khi các bạn móc xen kẽ các cái hàng móc rồi thì móc thêm cho mình một hàng móc mũi đơn cuối cùng. Hàng mũi đơn thì sẽ móc luôn vào chân móc chứ mình sẽ không móc xen kẽ nữa ha. Và nó sẽ giúp cho cái phần bo áo của mình nó được cố định mũi móc hơn, nó sẽ không có bị giãn khi mình sử dụng lâu dài. Mình sẽ móc một hàng mũi đơn cho cái phần bo áo này để phần bo áo của mình nó được chắc chắn hơn ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần tay áo. Thì để móc phần tay áo, ở đây mình đã móc sẵn một cái mẫu tay áo như thế này. Thì cái mẫu tay áo của mình á, nó sẽ có cái độ bo lại. Áo cổ lọ thì các bạn móc cho mình cái phần tay áo bo vào phần tay nó sẽ đẹp hơn ha. Thì để tạo được phần tay áo như thế này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần tay còn lại. Cũng tạo cho mình một nút ha. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, cái điểm mà mình bắt đầu móc đầu tiên á, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc ở phần nách. Đây, hai mũi xích ha và hai cái thân chân móc ở hai bên nè. Thì các bạn sẽ tiến hành viền làm sao cho cái phần này nó không có bị hở. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi kép đơn ở cái phần mà mình móc liền á. Đâm kim vào đây và kéo nút mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. Lúc này chân đầu tiên mà mình gặp sẽ là cái chân mà mình móc mũi kép đơn này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân này ha. Lấy len và đâm kim vào chân móc này nè. Kéo len và kéo qua hai chân trên kim. Sau đó mũi kế tiếp mà mình gặp sẽ là cái thân chân móc của hai mũi mà mình móc vào cùng chân ha. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào thân chân móc này. Đâm kim và kéo len nè, kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo len cho mình qua hết ba chân trên kim. Như vậy là mình đã giảm lại được một mũi ở bên trên ha. Tiếp tục đâm kim cho mình vào chân kế tiếp là cái chân móc của mũi kép đơn đó. Lấy len và đâm kim vào chân móc, sau đó kéo qua hai chân. Và tiếp tục lấy len đâm kim vào chân xích kế bên. Kéo len và kéo qua hai chân trên kim. Sau đó kéo qua ba chân trên kim. Ta có được mũi chậm thứ hai nè.
Mũi chụm thứ ba móc vào chân xích kế bên, kéo len kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục di chuyển kim đến cái mũi của cái thân chân móc này nè, móc vào, kéo len và kéo qua hai chân, sau đó kéo qua ba chân và mũi chụm cuối cùng. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc này, ta lấy len và đâm kim vào thân chân móc, sau đó kéo qua hai chân trên kim và tiếp tục lấy len đâm kim vào cái chân mình móc cái cụm đó ha, kéo len và kéo qua hai chân trên kim nè, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Như vậy là phần nách của mình sẽ tạo ra được bằng những mũi chụm ha. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi kép đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng thì phần nách của mình nó sẽ được liền vào nhau nên nó sẽ không có bị hở. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì đâm kim vào chân của mũi chụm đầu tiên, móc vào một mũi giờ để mình kết thúc. Sau đó gây nên hai mũi xích. Khác với phần thân mình sẽ gây nên hai mũi xích thôi nhé. Phần tay của mình nó có cái độ bo giảm dần lại nè, tức là cái độ rộng của nó sẽ giảm dần cho đến cái phần cổ tay ha. Thì để giảm mũi, các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên là cái chân của mũi chụm mà mình vừa móc mũi dời á. Ta bỏ qua chân này và di chuyển kim đến chân kế bên, móc vào đó một mũi kép đơn. Như vậy là mình đã giảm được một mũi ha. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì như vậy là ở đây mình sẽ không móc mũi đầu tiên. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình mũi đầu tiên ha. Tức là mình đã giảm được một mũi cho hàng móc này rồi. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được cho mình cho đến cuối hàng móc thì cuối hàng ta sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này và móc vào đó một mũi dời. Nó sẽ khác với các cái mũi móc mà mình móc ở phần thân. Đầu tiên mình lên 3 mũi xích và kết thúc là đâm kim vào chân xích thứ 3. Nhưng ở đây mình chỉ lên 2 xích thôi thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn ha. Móc vào một mũi dời, sau đó gây nên 2 mũi xích. Ta hoàn tất được hàng thứ 2 nè. Hàng móc tiếp theo thì sẽ làm tương tự như hàng móc mình vừa móc, tức là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên và di chuyển kim đến chân thứ hai, móc vào một mũi kép đơn. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi kép đơn và móc tương tự cho đến cuối vòng. Thì khi các bạn móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, hàng móc này mình cũng giảm được một mũi ha, và sẽ móc thêm nhiều hàng móc giảm mũi tương tự. Thì lúc này cái phần cánh tay của mình nó sẽ có cái độ bo ôm lại từ phần nách đi xuống. Từ phần nách đi xuống cái phần thân áo bao nhiêu hàng móc thì phần cánh tay các bạn sẽ làm tương tự số hàng móc giống như phần thân. Đây là cái phần cánh tay mà mình móc được ha. Hàng móc nào mình cũng giảm mũi nè, giúp cho phần cánh tay của mình nó có cái độ bo lại đến phần cổ tay. Thì khi mà các bạn cứ giảm cho đến cái hàng mà mình bắt đầu bo á, thì ở những cái hàng bo mình sẽ không giảm mũi nữa. Các bạn sẽ móc đều ở phần bo áo và kết thúc bằng một hàng mũi đơn cho phần cổ tay áo của mình nó được ôm vào cổ tay hơn ha. Đây, và cái cách tạo những cái đường gân này cũng làm tương tự giống như cái phần bo áo mà mình hướng dẫn ở đây nè. Ta cũng móc xen kẽ mũi ngoặt và mũi kép đơn ha. Sau đó kết thúc là một hàng mũi đơn. Thì lúc này phần cánh tay của mình nó sẽ hoàn tất như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên phần cổ áo bên trên. Thì các bạn cũng tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó khi có được một nút rồi, ở cái phần thân áo các bạn sẽ chọn cho mình một mặt là mặt trước, còn một mặt là mặt sau ha. Thì ở đây mình sẽ chọn mặt này là mặt sau nè. Ta sẽ bắt đầu móc từ cái phần mặt sau trước. Thì mặt sau cái cạnh đầu tiên này các bạn sẽ móc ở chính giữa cho mình. Ta sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ nằm chính giữa, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi xích.
Phần cổ áo hàng đầu tiên thì sẽ làm tương tự giống như cái phần bo áo ở bên dưới. Tức là mình móc xen kẽ một mũi ngoặc ngoài và một mũi kép đơn ha. Thì thân chân móc đầu tiên móc một mũi ngoặc ngoài. Tiếp tục chân móc kế tiếp thì mình sẽ móc vào chân móc ha. Móc vào một mũi kép đơn nè. Tiếp tục xen kẽ làm một mũi ngoặc ngoài vào thân chân móc kế bên. Mũi kép đơn vào chân móc. Mũi ngoặc ngoài vào thân chân móc và làm tương tự cho đến cái góc đầu tiên này. Thì khi móc đến cái cụm 3 mũi mà mình móc vào cùng một chân móc á, thì các bạn đừng có để ý cái chân xích đầu tiên ha. Mình chỉ để ý đến các cái chân móc liên tiếp với nhau ở bên trên là được. Ta cũng làm xen kẽ nè. Một mũi kép đơn vào chân móc và một mũi ngoặc ngoài vào thân chân móc ha. Và đừng có để ý cái mũi xích ha, chỉ để ý cái thân chân móc thôi. Như vậy là ở cái phần góc mình cũng tạo ra được những cái mũi ngoặc xen kẽ ha. Móc tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối. Xen kẽ là một mũi ngoặc ngoài và một mũi kép đơn vào chân móc nè. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì đâm kim vào chân của mũi ngoặc ngoài bắt đầu của hàng móc ha. Móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc cái vòng móc này. Móc lên hai mũi xích. Ta hoàn tất được hàng đầu tiên của cái phần cổ áo. Và hàng đầu tiên này nó sẽ có cái độ rộng rộng hơn so với vòng đầu ha. Thì ở đây cái xích đầu tiên nè, thông thường thì mũi xích nó sẽ có cái độ co giãn ít hơn so với các cái mũi kép đơn mà mình móc chồng lên nhau. Tức là cái mũi xích của mình á, ban đầu mình gây nên cái phần cổ áo nó sẽ có cái độ co giãn ít, nên khi các bạn móc cái phần xích đầu tiên này phải móc rộng hơn vòng đầu để mình có thể chui lọt được cái phần cổ áo này qua đầu. Đến các cái hàng móc kế tiếp thì nó đã có cái độ co giãn nhiều hơn rồi, thì mình sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần cổ áo của mình nó được ôm sát vào phần cổ hơn ha, và nó có cái độ co giãn, nó sẽ giúp mình lọt được qua cái vòng đầu. Lúc này nó sẽ lọt được dễ dàng qua vòng đầu ha. Để giảm mũi thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi ngoặc ngoài. Chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc này một mũi ngoặc ngoài luôn. Tức là mình sẽ không móc vào chân móc nữa mà sẽ móc liên tục các cái mũi ngoặc ngoài với nhau. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đó và mình móc một mũi ngoặc ngoài luôn vào cái thân chân móc này ha. Tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi ngoặc ngoài nè. Ta sẽ có được mũi ngoặc ngoài thứ ba. Móc tương tự cho mình cho đến khi mình được 5 mũi ngoặc ngoài liên tiếp với nhau ha. Vào thân chân móc của mũi kép đơn mà mình móc vào chân móc nè. Ta được mũi ngoặc ngoài thứ tư. Tiếp tục mũi ngoặc ngoài thứ năm vào chân móc ngoặc ngoài. Khi các bạn đã móc cho mình được 5 mũi ngoặc ngoài vào 5 mũi liên tiếp thì đến cái chân kế tiếp các bạn sẽ bỏ qua cho mình một mũi kế tiếp. Tức là các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái mũi mà mình móc vào chân móc nè. Đây, ta sẽ bỏ qua cái chân này và di chuyển kim cho mình đến cái chân của mũi ngoặc ngoài kế bên. Móc vào một mũi ngoặc ngoài. Như vậy là ở đây mình đã giảm lại được một mũi nè ha. 5 mũi ngoặc ngoài thì sẽ bỏ một mũi. Sau đó các bạn tiếp tục móc cho mình 5 mũi ngoặc ngoài liên tiếp. Vào chân móc kế bên nè. Vào thân chân móc này một mũi ngoặc ngoài nè. Tiếp tục mũi ngoặc ngoài thứ ba. Mũi ngoặc ngoài thứ tư. Mũi ngoặc ngoài thứ năm. Được 5 mũi ngoặc ngoài liên tiếp với nhau thì bỏ qua một mũi kế tiếp. Và ta sẽ di chuyển kim đến mũi kế bên luôn ha. Tức là mình sẽ bỏ qua một thân chân móc nè. Và móc vào thân chân móc kế bên này một mũi ngoặc ngoài. Ta cũng giảm thêm được một mũi cho hàng móc này. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng.
Tức là mình sẽ móc 5 mũi ngoặc ngoài liên tiếp, sau đó sẽ bỏ một mũi và móc tiếp 5 mũi ngoặc ngoài ha. Mũi ngoặc ngoài thứ hai nè. Ngoặc ngoài thứ ba. Mũi ngoặc ngoài thứ tư. Mũi ngoặc ngoài thứ năm. Được 5 mũi ngoặc ngoài liên tiếp thì bỏ qua một thân chân móc kế bên và móc vào thân chân móc kế tiếp một mũi ngoặc ngoài ha. Và làm lần lượt tương tự như vậy cho mình cho đến cuối vòng móc. Sau khi mình đã móc được các cái mũi ngoặc ngoài cho đến cuối hàng móc thì kết thúc hàng móc này cũng đâm kim vào chân của mũi ngoặc ngoài đầu tiên, móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc. Sau đó tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Lúc này mình đã có được số mũi cố định cho phần cổ áo rồi, thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình các cái mũi ngoặc ngoài vào các cái thân chân móc này ha. Mỗi thân chân móc mình sẽ móc một mũi ngoặc ngoài vào mỗi thân chân móc. Tức là mình sẽ không giảm mũi nữa. Cứ móc đều cho mình. Đây, như vậy là mình sẽ có được các cái mũi ngoặc ngoài liên tiếp cho hàng móc này ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi cái phần cổ áo của mình nó đạt được một cái chiều cao, che được hết cái phần cổ lên đến phần cầm của size mà các bạn móc là được ha. Tức là cái phần cổ áo này nó chỉ có một lớp vẽ từ phần dưới vai cho đến phần cầm thôi. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái hàng móc như thế này. Tất cả các cái mũi móc mình đều móc các cái mũi ngoặc ngoài ha, vào thân chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha. Sau khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều hàng móc thì lúc này cái phần cổ áo của mình nó đã có được cái độ cao che được từ phần cổ lên đến phần cầm ha. Thì kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi ngoặc ngoài đầu tiên và móc vào đó một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần cổ áo như thế này. Đây là mặt sau ha. Và đây là mặt trước nè. Mặt trước các bạn có thể trang trí cho mình thêm một họa tiết khác lên trên thân áo, cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn. Thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu cổ áo với một lớp như thế này. Phần cổ này khi các bạn móc lên tới cầm nó sẽ che được đến phần cầm thôi ha, nó sẽ không có cái độ bẻ xuống. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp cái phần cổ áo có cái độ bẻ xuống. Khi các bạn móc thêm nhiều hàng móc tương tự như các cái hàng móc này nè, thì lúc này khi mình bẻ xuống bên trong của cái phần thân áo mình nó sẽ có những cái đường gấp gờ như thế này. Thì nó sẽ không có được đẹp cho cái phần cổ áo của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành quay ngược để mình móc cái họa tiết này ra phía ngoài cho cái phần cổ áo bên trên ha. Các bạn cũng móc lên cho mình một cái phần cổ áo tương tự giống như cái phần cổ áo mà mình vừa hướng dẫn ha. Sau đó để cho phần cổ áo của mình nó có cái độ gấp xuống và nó không có các cái đường gờ ở phía ngoài nè. Thì các bạn móc lên cho mình một xích. Thay vì móc các cái mũi ngoặc ngoài thì bây giờ mình sẽ thay đổi lại. Tức là mình sẽ móc các cái mũi ngoặc trong ha. Thì mũi ngoặc trong các bạn sẽ móc như sau. Trái ngược với mũi ngoặc ngoài, mình đưa thân chân móc lên trên kim. Thì lúc này các bạn sẽ lấy len và đưa cái đầu kim xuống phía dưới. Tức là mình sẽ đưa cái thân chân móc đầu tiên này xuống phía dưới kim. Đây, đẩy cho cái thân chân móc này xuống dưới kim nè. Và mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục lấy len và đưa kim xuống phía dưới, đẩy cái mũi móc kế tiếp xuống phía dưới. Ta được mũi ngoặc trong thứ hai nè. Cứ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Thì lúc này cái hàng mặt trong của mình nó sẽ tạo cái đường gờ ra bên ngoài. Đây, bên trong nó sẽ không còn cái đường gờ nữa ha, mà nó sẽ đẩy cái đường gờ ra bên ngoài rồi. Thì đây là cách thứ nhất mà các bạn móc. Các cái mũi ngoặc trong mình móc nhiều trường hợp nó sẽ dễ bị vướng len ha. Thì mình sẽ có cách thứ hai để mình móc cho nó dễ dàng hơn nè. Các bạn sẽ tháo cho mình các cái mũi móc ra. Ta cũng gây nên hai xích đầu tiên ha. Sau đó các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại.
hoặc là cũng có thể trở cái mặt trái của áo ha. Sau đó mình sẽ đâm kim vào các cái thân chân móc phía dưới này. Mình sẽ móc các cái mũi ngoặt ngoài theo cái chiều mà mình vừa móc. Đây, nó sẽ đưa cái mặt phải của hàng móc ra ngoài ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình theo cái chiều này bên trong nè. Ta sẽ đâm kim vào các cái thân chân móc. Lúc này mình sẽ móc các cái mũi ngoặt ngoài thì mũi ngoặt ngoài nó sẽ dễ móc hơn ha. Vào thân chân móc đầu tiên nè. Ta có mũi ngoặt ngoài đầu tiên. Tiếp tục đâm kim vào thân chân móc này, móc mũi ngoặt ngoài thứ hai, mũi ngoặt ngoài thứ ba vào thân chân móc thứ ba, tương tự ha, ngoặt ngoài thứ tư nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Lúc này mình móc mũi ngoặt ngoài thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn móc các cái mũi móc ha. Ta cũng có thể lật cái mặt trái của phần thân áo lên, sau đó mình sẽ móc các cái mũi ngoặt ngoài. Nó sẽ dễ cho cái việc cầm nắm hơn nhé. Móc tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì mình sẽ đâm kim vào chân của mũi ngoặt ngoài đầu tiên theo cái chiều mà mình móc bên trong nè. Thì đâm kim vào chân đầu tiên này, móc một mũi giờ để mình kết thúc. Từ đây tiếp tục móc lên hai mũi xích. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa thì cái đường gờ này nó sẽ nằm ra bên ngoài. Đây, các cái đường gờ của phần cổ áo nó sẽ nằm ra bên ngoài. Thì khi các bạn móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, các cái mũi ngoặt ngoài theo cái chiều bên trong nè, thì khi ta gập cái phần cổ áo xuống, cái đường gờ nó sẽ được giấu vào bên trong ha. Nó sẽ giúp cho phần cổ áo của mình nó được hoàn chỉnh hơn. Móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi nó đạt được cái độ rộng che được đến cái phần vai là được ha. Từ phần trên cổ che xuống đến phần vai là được. Ta cứ móc các cái mũi ngoặt ngoài xen kẽ theo cái chiều bên trong nè. Hoặc là có thể lộn cái mặt trái của áo ra và móc các cái mũi ngoặt ngoài ha. Sau khi mình đã móc được thêm nhiều hàng móc cho cái phần cổ áo bẻ ra bên ngoài nè, thì kết thúc cái hàng móc này mình cũng đâm kim vào chân của mũi ngoặt đầu tiên, móc vào một mũi dời, sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc, thì mình sẽ hoàn tất được cái phần cổ áo cao như thế này. Thì tùy vào sở thích của mỗi người ha, các bạn cũng có thể để cái đường gờ nằm bên ngoài cũng được. Ở đây mình sẽ để đường gờ nằm bên trong, thì khi mình bẻ cái phần cổ áo xuống, nó sẽ tạo cho cái phần cổ áo của mình nó được hoàn thiện hơn. Và phần cổ áo của mình lúc này nó cũng có cái độ dày hơn, giúp cho bé có thể giữ ấm được phần cổ của mình ha. Sau đó mình cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn, hoặc có thể để tên cho bé trên áo cũng được. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc hai cái mẫu áo cổ lọ như thế này ha. Chúc các bạn thành công!